Vượt cơn gió ngược toàn cầu năm 2023, Việt Nam tăng 2 bậc lên vị trí thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Năm 2023, gần 100 quỹ đã rót vốn vào các công ty khởi nghiệp Việt Nam với tổng số vốn lên đến 529 triệu đô la Mỹ, giúp Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Dòng vốn góp phần quan trọng cho phát triển của các doanh nghiệp trong nước và minh chứng cho môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam ngày càng thuận lợi, đồng thời hỗ trợ cho nỗ lực chuyển đổi thành quốc gia công nghệ cao của Việt Nam. Xin cảm ơn ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã tham gia chương trình Tâm điểm của Truyền hình Nhân dân hôm nay. Thưa ông, theo báo cáo Đầu tư Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam vừa được công bố, năm 2023, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được tổng số vốn đầu tư là 529 triệu đô la Mỹ. Con số này đã giảm 17% so với năm trước. Ông có nhận định gì về sự sụt giảm này đặt trong bối cảnh hiện nay? Thì đây là một con số nếu mà về mặt bằng chung thì là giảm đáng kể so với năm trước. Nhưng so với toàn cầu thì cái tổng giá trị đầu tư vào cho khởi nghiệp sáng tạo của toàn cầu năm vừa rồi cũng giảm 35%, tức là giảm gấp đôi cái số con số giảm của Việt Nam. Việt Nam chỉ giảm về giá trị chỉ giảm 17%, và tổng về số deal đầu tư ấy thì Việt Nam cũng chỉ giảm 9% so với năm ngoái. Trong lúc trên thế giới thì giảm khoảng 27% tổng số thương vụ đầu tư so với năm 2022. Thì điều đấy cho thấy là Việt Nam mặc dù là có giảm, mà trong cái xu hướng chung của toàn cầu là có nhiều cái khó khăn và nhiều cái ảnh hưởng của địa chính trị và cũng như ảnh hưởng về kinh tế, thì Việt Nam vẫn là một trong những cái quốc gia và nền kinh tế có sự tham gia đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm vào cho lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo là đáng kể. Tốc độ giảm thì thấp hơn rất nhiều so với xu hướng chung của toàn cầu. Thưa ông, năm vừa qua, lĩnh vực y tế, giáo dục nhận được số vốn cao kỷ lục, tăng vọt lần lượt tới 391% và 107% so với cùng kỳ năm trước. Vậy thì với xu hướng đầu tư năm nay, những lĩnh vực nào sẽ nhận được sự quan tâm từ các quỹ, thưa ông? Xu hướng đầu tư năm nay, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục đào tạo và lĩnh vực y tế. Bên cạnh đó thì cũng tham khảo thêm một số cái lĩnh vực như là về nhân sự, về du lịch khách sạn. Thì bởi vì sau cái giai đoạn Covid là có sự phục hồi rất là mạnh, và thứ nữa là có các cái nội dung số về giải trí. Thưa ông, dòng vốn là yếu tố góp phần quan trọng cho sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp và hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước. Việt Nam cần làm gì để thu hút tích cực hơn nữa dòng vốn này trong thời gian tới? Thứ nhất thì Việt Nam sẽ cần phải tập trung hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để thu hút và thúc đẩy cái hoạt động đổi mới sáng tạo, xây dựng một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hoàn chỉnh tầm quốc gia, và cũng như có các cái cơ chế chính sách cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Singapore và Indonesia. Thì đây là hai cái quốc gia mà có hệ sinh thái hiện nay được đánh giá là tốt hơn Việt Nam. Và Việt Nam mặc dù vẫn đang đứng thứ ba của khu vực, nhưng mà khoảng cách giữa Việt Nam và đặc biệt là Singapore thì là còn một cái khoảng cách khá là xa. Chính vì thế, trong cái thời gian tới, để các nhà đầu tư vào hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam thì chúng ta cần tập trung hoàn thiện các cái thể chế chính sách để thuận lợi cho các cái nhà đầu tư khi tham gia rót vốn vào Việt Nam, cũng như là khi cái quá trình mà người ta thoái vốn khỏi các cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là cần có các cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam thuận lợi trong cái việc đầu tư cũng như là tham gia vào thị trường, và cũng có nhiều cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao. Thứ hai thì chúng ta cũng cần phải hoàn thiện và đồng bộ cái hệ thống hạ tầng cho đổi mới sáng tạo và hạ tầng cho khởi nghiệp, bao gồm các cái trung tâm R&D, các cái phòng nghiên cứu, rồi cũng như là các cái trung tâm ươm tạo, để cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có cơ hội sử dụng các cái trung tâm đó thay vì là họ phải đầu tư thì kinh phí rất là tốn kém. Thứ ba là chúng ta cần phải tiếp tục đào tạo và phát triển cái nguồn nhân lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thì đây là một trong những cái rất là quan trọng để tạo ra cái tiền đề và cũng như là có nhiều cái thế hệ doanh nhân tham gia vào cái hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay.